Alo, alo. Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Nay thì đổi không khí một xíu, không số hẹn ở clip chơi vậy đó. Ai muốn kiếm tôi thì coi hết clip này rồi qua clip sau kiếm tôi nha. Hôm nay thì sẽ kể với mọi người nghe một câu chuyện của một người bạn nha. Chuyện khó khăn nhất trong tình cảm không phải là bạn yêu đơn phương một người thật lâu nhưng lại không có dũng khí nói ra để rồi cứ lướt qua nhau. Cũng không phải là bị từ chối hết lần này tới lần khác, mà theo cậu bạn đó, chuyện khó khăn nhất chính là gặp được một người cậu ấy thích thật lâu, lâu tới cái độ mà cậu ấy cũng không phân biệt được là thích hay là yêu nữa rồi. Nhiều năm trôi qua, cậu ấy cứ yêu như vậy đó. Nhưng cái mà ngoài trước làm câu chuyện tưởng chừng ngôn tình như vậy, thế mà lại xuất hiện tự nhiên, thì đằng sau chưa bao giờ là câu chuyện tốt đẹp cả. Mọi người biết làm sao không? Người cậu ta thích lại là kiểu người không cần tình cảm của cậu, không trân trọng tình cảm của cậu, nhưng cũng không dứt khoát. Một kẻ không muốn nắm, một kẻ cứ siết chặt. Mọi người hãy khoan mình phạm cậu ấy, mà hãy nghe qua những tâm sự của cậu ấy đã. Không phải là tôi chưa từng cố, tôi cố rất nhiều rồi chứ, cố đến kỳ quệ, cố đến mệt nhoài để buông lỏng tình cảm ấy. Nhưng nhiều năm như vậy, tôi không tìm được ai thay thế được người đó. Mỗi lần nhớ lại thì mọi thứ đều rất mãnh liệt. Vũ trụ, định mệnh, cứ như trêu đùa tôi ấy. Tôi có thể cảm nhận được sự bất lực của cậu. Cậu ta cũng nôn nóng một ý định trả đũa, nhưng vũ trụ đã gửi đến một thông điệp cho cậu ấy là nghiệp hay sao thì người đó tự gánh cái nghiệp của họ. Trả đũa chỉ là gom nghiệp của người khác lên người thôi. Cậu ấy cũng đủ thông minh, chỉ chưa dám nhìn sâu vào nội tâm của bản thân. Thực sự, nội tâm của cậu ta nói gì? Với tư cách là một người dẫn chuyện, tôi rất băn khoăn có nên nói ra điều này không? Cậu chống chế, cậu muốn trả đũa, vì thực chất cậu không muốn chấp nhận rằng người ta thực sự không có cảm giác với cậu. Tôi xin lỗi. Dĩ nhiên, theo thời gian thì ai cũng phải khác, ai cũng phải lớn chứ. Cậu cũng không còn mơ mộng về tình yêu như những năm đó nữa. Cậu cứ đành phó mặc cho số mệnh an bài thôi. Cảm xúc thì nếu còn đọng lại thì cũng không làm cách nào khác được, không thể chối bỏ. Đành thôi, tôi cũng tin là có một vài chuyện có số hết rồi. Có một vài chuyện bạn không thể kiểm soát, có vài chuyện có thể kiểm soát một phần. Bạn hãy nội tại hóa mục tiêu của mình đi. Yêu lấy bản thân mình đi, sống thật tốt vào những chuyện khác, để phần mình an bài. Ok, quay trở về với bản thân mình đi, thì mình muốn tâm sự thêm vài điều với mọi người á. Là lúc đầu mình cảm thấy chia sẻ câu chuyện này lên thì sẽ đi ngược lại với giá trị mà mình đã xây dựng trên kênh YouTube của mình, cụ thể là trong series Tình Yêu Đang Thụt Lùi, nơi những con tim tan vỡ phải tự chữa lành. Nhưng với những lời bình của bản thân và sự sáng suốt của cậu bạn về phía sau á, thì câu chuyện không những không đi ngược với giá trị xây dựng chung kênh, mà còn có thể củng cố nêu ra được vài giá trị nhân sinh quan. Mình rất cảm ơn cậu bạn vì đã cho phép mình đọc câu chuyện và đưa lời mình vào nha. Ok, mong rằng các bạn sẽ thích video này của mình, và nếu thích, share những chiếc video này để mình có tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kansiki, mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên story. Bạn hãy comment trực tiếp phía bên dưới về chủ đề mà bạn muốn mình làm, hay cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết clip của mình. Mình sẽ note lại và mình rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần. Cảm ơn vì đã xem hết clip của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.